Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Quá giới đánh nhau với tên yêu tình ngân giác ở trên núi đến độ 20 hiệp vẫn không phân thắng thua. Lúc đó máu nóng bát dưới đã bốc lên. Nó trọng tài múa đinh bàn luôn miệng gào thét. Làm cho yêu tình cũng có phần sợ sệt, liền ngoảnh đầu gọn bàn tiểu yêu cùng xô tới. Kể ra nếu một đánh một cần đỡ Nhưng khi trông thấy bọn tiểu yêu ùa cả đến Chàng ngốc cuống cả chân tay lên Đánh đỡ không nổi nữa Định quay đầu bỏ chạy Nhưng lại gặp phải đường lối gập ghềnh Mãi tháo chạy Bị dây mây dế mái quấn chặt lấy chân Vừa gỡ ra được Thì lại bị ngay một tên tiểu yêu Nằm ngang giữa lối ngang chân Bát giới ngã sấp mặt xuống Như kiểu chó ngoạm phần cả lũ tiểu yêu ùa lại giữ chặt đứa túm tóc gáy đứa sạch tai, đứa nắm cẳng đứa kéo đuôi lôi tuốt về trong động tên yêu tinh bắt được bát giới đem về trong động nó với kim giác thưa anh bắt được một tên mang về đây rồi lão kim giác hí hừng đi đến xem nhưng lại lắc đầu nói ngày anh em bắt nhầm rồi nghe thế bắt dưới lễ phép nói thưa đại vương bắt nhầm thì còn giữ tôi làm gì nhưng ngân giác lại nói với kim giác thưa anh không nên tha hắn nhá tuy không dùng được nhưng hắn cũng làm một bọn cùng với đường tăng đem ngâm nó xuống dưới ao sạch ở mé sau cho rụng hết lông đi rồi sát muối đem phơi khổ chờ đến khi nào mưa dầm gió bấc đem nhắm cũng được bọn tiểu yêu vương lệnh khiêng bát giới quẳng xuống ao. Trong khi bát giới bị nạn, đằng này đường tăng đang ngồi ở sườn núi, cứ thấy máy mắt nóng tai bèn lên tiếng gọi. Ngộ không? Ngộ năng lần này đi tuần núi, sao mãi không thấy về? Sư phụ vẫn chưa hiểu tâm trí của chú ta. Sư phụ ạ, à, nếu núi này có yêu tinh thì một bước y cũng đi không lọt. Chắc là không có ma Đường lối bình yên Nên y cứ thẳng đường đi tuột đấy Nếu quả như thế Thì ta sẽ gặp ngộ năng ở đâu Sư phụ đừng lo Người cứ lên ngựa đi Chàng ngốc tính thường biếng nhác Chân đi thiếu thật Sư phụ cứ phóng ngựa dạo bước một chút Nhất định sẽ đuổi kịp đấy Nói xong đến đỡ đường tăng lên ngựa Sa tăng quẩy hành lý còn hành giả thì đi trước dẫn đường sau khi đã bắt được bát giới hai tên yêu tinh ngân giác và kim giác lại bàn nhau phải bắt nốt ba thầy trò đường tăng thế là ngân giác vội vàng điểm thêm 50 tên tiểu yêu đi dình bắt đường tăng xa xa tên ngân giác đã nhìn thấy đám mây lành ở trên đầu đường tăng nó liền lấy tay trỏ cho bọn tiểu yêu xem lúc này đường tăng đang ngồi trên mình ngựa bỗng thấy rùng mình Tên ngân giác trỏ luôn ba lần, thì đường tăng cũng dùng mình luôn ba cái. Thấy lạ quá, đường tăng liền nói, Đồ đệ ạ, à, làm sao ta cứ dùng mình luôn thế này? À, chắc là sư phụ đi vào nơi rừng sâu núi cao, tất nhiên trong lòng sợ hãi. Đừng lo, để lão tôn đi cho một đường thiết bóng cho thầy đó sợ. Nói xong, hành giả liền giơ gậy ra, đi mấy đường trước đầu ngựa trên ba dưới bốn tả năm hữu sáu vận dụng thần thông theo đúng lục thao tam lược tên yêu tinh đứng ở trên núi nhìn thấy hành giả múa cần thiết bổng đi trước mở đường khiến hắn ta kinh nín nỗi suýt nữa là ngã lăn ra thất thanh kêu lên úi chả trước chỉ nghe tiếng về tôn hành giả bây giờ xem ra quá là ghê gớm thật mà muốn ăn thịt đường tăng chắc là không thành rồi." Ngân Giác vừa nói xong thì thấy có một tên tiểu yêu đứng ra nói. "Ngân Giác đại vương ạ, à, nếu người không đủ tài năng thì thôi, để chúng tôi về báo với Kim Giác đại vương điểm hết yêu binh trong động ta. Vậy thành thế trận thì chúng còn lọt vào đâu?" Nghe tiểu yêu nói thế, Tin Ngân Giác lấy lại tinh thần nói, "Không phải là ta sợ hắn." thịt đường tăng tất phải ăn có điều là chưa được bắt ngay bây giờ bọn tiểu yêu liền hỏi như vậy thì còn mấy năm nữa hả đại vương cũng chẳng phải mấy năm đâu xem chậm. như lão đường tăng này chỉ nên dùng mẹo mà bắt lấy bây giờ chúng bay hãy về cả động nhà nhưng không được nói cho kim giác đại vương biết nếu kinh động đến người tất nhiên bị lộ tiếng đầm làm nhỡ mẹo của ta. Ở đây, ta sẽ dùng phép biến hóa có thể bắt hắn được ngay. Bọn tiểu yêu vâng lệnh tản đi hết, còn mỗi mình ngân giác đi xuống núi. Nó nhao mình một cái, liền biến thành ra một đạo sĩ đứng tuổi, giả vờ bị ngã gấy chân nằm ngay ở mé đường. Miệng rền dĩ kêu cứu. Giữa lúc đó, Đường Tăng, Tôn Đại Thánh và Sa Tăng đang đi trên đường rừng. Bỗng nghe thấy tiếng người kêu cứu. Tam Tạng liền quay lại nói. Lạ quá, ở nơi rừng rậm hoang vu này, bốn phía không có thôn xóm, người nào lại kêu cứu thế? Đường Tăng quay ngựa trở lại gọi to. Người mắc nạn là ai? Ở đâu? Hãy ra đây nào! Yêu tinh ở trong bụi cỏ chui ra, đứng trước ngựa đường tăng khúm lúm sụp lạnh. Đường tăng ngồi trên ngựa nhìn thấy y là đạo sĩ, lại già nuôi tuổi tác, trong lòng không nỡ. Vội vàng xuống ngựa đứa dậy nói, Người hãy đứng dậy nào. Ôi trời đau quá. Yêu tinh thả vờ kêu lên. Đường tăng buông tay ra, nhìn thấy máu chảy ở chân, kinh sợ hỏi. Thưa tiên sinh, Người ở đâu tới Sao chân người lại bị thương thế kia Yêu tinh liền bịa chuyện nói dối Thưa sư phụ Ở phía tây núi này có một tòa quán vũ thanh nhã Ờ ừ, tôi là đạo sĩ ở quán ấy mà Người lại không ở trong quán cung phụng đèn hương diễn tập kinh pháp Sao lại đi chơi rong ở đây Yêu tinh lại bịa tiếp vì hôm kia nhà thí chủ ở phía nam núi có mời đến lễ giàng sao cầu phúc. Chiều hôm qua, hai thầy trò chúng tôi đương đi đến chỗ đường vắng, bỗng đầu bị một con mãnh hổ vằn vác mất đồ đệ của tôi. Bần đạo sợ chết khiếp đi không chạy được, ngã lăn ra đám đá lởm chởm dưới chân núi, bị thương ở chân, không đi về được nữa. Hôm nay thật là phúc tổ gặp được sư phụ. Dám mong sư phụ cứu lấy mạng thôi Xin trọng tạ ơn sâu Đường tăng cứ tưởng đấy là lời nói thật Nên liền nói với hắn Thưa tiên sinh Chúng ta là người cùng một số phận Tuy tôi là tăng nhân Người là đạo sĩ Áo mũ tùy khác Cái lẽ tu hành như nhau Tôi mà không cứu người Thì trái với lễ kẻ xuất ra đấy nhưng người lại không đi được thì cứu làm sao? Tôi đứng dậy còn không đứng được, húng hồ là đi đường. Thôi được, tôi có thể đi bộ, nhường ngựa cho người một lúc. Khi nào tới quán, người sẽ trả lại ngựa cho tôi. Nhưng tên yêu tinh lại trả lời là vì chân ngã bị thương nên không cưỡi được ngựa. Đường tăng nghĩ cũng phải, liền gọi xa tăng con buộc hành lý vào sau ngựa rồi cõng người đi một quãng vâng để con cõng yêu tinh vội quay đầu liếc nhìn nói thưa sư phụ tôi đã bị mánh hổ làm mất vía trông thế vị sư sắc mặt đen chạm lại càng sợ hãi không dám cho người cõng đầu tam tạng lại quay sang bỏ hành giả ngọ không con cõng người vậy Không ngờ hành giả lại luôn miệng trả lời Vâng, để con cõng Con cõng Yêu tình nhận rõ là hành giả Nên bằng lòng để cho cõng Không nói năng gì nữa Hành giả đến trước mặt Miệng tùm tỉm cười và nói Con ma khốn kiếp này Sao dám đến quấy ta Mi thử hỏi xem lão tôn năm nay bao nhiêu tuổi rồi những câu nói quỷ quyệt của mi đó chỉ dối được đường đăng chứ dối được ta ư? ta nhận được mi là yêu tinh ở trong núi này, địch ăn thịt sư phụ ta hử? sư phụ ta không phải là người tầm thường để mi ăn thịt được đâu. yêu tinh nghe hành giả nói thế liền lúng cúng nói, sư phụ à, tôi là con cháu nhà tử tế đi làm đạo sĩ, ngày nay không may gặp tài ách hổ lang tôi tôi không phải là yêu tinh đâu mi đã sợ họ la sao không đọc kinh bắt đầu đường tăng vừa khi lên ngựa nghe thấy câu ấy liền mắng cái con khỉ này cứu một mạng người hơn xây bảy cấp phù đồ đã nhận cõng người ta thì cứ im lặng mà cõng đi lại còn nói cái gì kinh bắc đầu kinh nam đầu cơ Hành giả thấy đường đang nói như thế Đành phải chịu cõng Nhưng lại nói thêm Cũng may cho thằng này đấy Sư phụ ta là người từ bi hiếu thiện Lại có tính hay lấy mẽ bề ngoài Tao mà không cõng mày Người sẽ quả trách ta Ừ thì cõng Nhưng cần phải giao hẹn trước Khi nào muốn đại tiểu thiện phải báo ta trước nghe Chứ đừng có đái dầm lên lưng người ta Khai không chịu nổi lại làm vấn quần áo ta không ra được. Nói xong, hành giả mới đỡ hắn dậy, cõng lên trên lưng, cùng Đường Tăng và Sa Tăng theo đường cái đi tiếp. Đến những chỗ mấp mô khấp khỉnh, hành giả cố tình đi thong thả lại, nhường cho Đường Tăng đi lên trước. Đi được độ vài bốn dặm, khi sư phụ và Sa Tăng đã đi khuất xuống dưới hốc núi, hành giả liền nghĩ cách. Chẳng cần biết nó yêu tinh hay là người tử thế Đã từng này tối rồi có chết cũng đáng kiếp Quăng cho tòi sang nó đi Còn cõng làm gì Trong khi hành giả đương nghĩ cách quăng nó đi Thì yêu tinh đã biết tổng rồi Hơn nữa nó lại biết phép sai khiển Nó cứ nằm ở trên lưng hành giả Tay bắt quyết tụng niệm chân ngôn Đem một tòa núi tu di sơn đến từ trên trời Nhằm đầu hành giả ép xuống Hành giả vội vàng ngánh đầu sang một bên để cho núi đè lên bên vai phải. Rồi cười nói. Hé <laughs> con bố ơi, con định dùng phép ép mình gì để đè lão tôn thế hứ? Cái đó sợ quá gì? Chỉ có điều vừa phải vác nặng lại phải cõng con. Khạnh khạng khó đi. Thấy một quả núi yểm không nổi hành giả. Yêu tinh lại đọc thần chú đem thêm một tòa nga mi sơn đến đè xuống hành giả lại nghiêng đầu sang một bên để cho đè lên vai trái thế rồi đèo cả hai quả núi lớn chạy như bay đuổi theo sư phụ yêu tình thấy thế sợ quá mồ hôi mồ kê toát ra như tắm nhưng nó lại lấy lại tinh thần tụng niệm chân ngôn đem một tòa núi thái sơn đến nữa nhằm đầu hành giả nén xuống lúc này đại thánh đã yếu sức gần mền. Bất ngờ lại gặp phải nó làm phép đem cả một tòa thái sơn đè xuống, ép cho thần tam bành tan tác, phục xuống tại chỗ. Yêu tinh kia đã hóa phép đè yểm được hành giả, lại cưỡi làn gió to đuổi theo đường đăng. Y đứng trên từng mây thò tay xuống quắp luôn lấy người. xa tăng sợ cuống cuồng buông hành lý xuống, đưa cây bảo trượng hàng yêu chặt đầu ngăn lại. Yêu tình cầm thanh kiếm thất tình đón đánh ở trước mặt. Tên yêu tinh múa thanh bảo kiếm đánh hết miếng nọ đến miếng kia lượn quanh thoang thoáng như sao bay. Khiến Sa Tăng phải nhốn cả người không chống nổi nữa. Sa Tăng quay đầu tháo chạy bị nó đè chặt lấy bảo trượng. Cùa bàn tay hộ pháp túm lấy quặp vào nách bên phải. Rồi bắt luôn đường tăng cọc vào nách bên trái. Lấy đầu ngón chân kêu lấy hành lý há miệng ngoạm lấy bờm con ngựa trắng dùng phép hút gió hóa ra một trận gió to bắt hết cả đem về trong động liên hoa thưa anh bắt được cả lũ sư về đây rồi vừa về đến động hắn đã kêu lên kim giác nghe tiếng rất mừng bắt đến đây xem nào nhưng sau khi đến xem kim giác lại nói chú em ạ à, lại bắt nhầm quách rồi ngân giác vội nói anh bảo bắt đường tăng đấy đây. Đường tăng thì bắt đúng rồi, nhưng vẫn chưa bắt được Tôn Hành Giả là một tay có nhiều phép thuật, cần phải bắt lấy y thì mới ăn thịt đường tăng được. Nếu chưa bắt được y, chớ nên đọc đến người đường tăng. Cái lão Mỹ Hồ Vân thần thông quảng đại kia biến hóa vô lượng. Nếu ta ăn thịt mắt sư phụ của nó, liệu y có cam chịu không? Nghe Kim Giác nói thế, Ngân Giác liền cười phá lên. <cười> Thưa anh, anh thì tân bốc nó như là kẻ trên trời hiếm có, dưới đất không ai. Nhưng theo tôi y cũng chỉ soan thôi. Tôi đã đem ba quả núi lớn đè yểm chặt đi, không còn cựa cậy được nữa đâu. Tên Kim Giác nghe nói thế, trong lòng rất mừng liền gọi bọn tiểu yêu mau đem ngay rượu ra đây ta sẽ chúc mừng nhị đại vương một chén rượu đắc thắng thưa anh hãy khoan uống rượu cho bọn tiểu yêu vớt bát giới ra khỏi nước mang treo lên thế là chúng đem bát giới treo ở gian bên đông sa tăng treo ở gian bên tây còn đường tăng treo ở gian giữa con ngựa trắng buộc vào trong chuồng hành lý đem để ở một nơi Xong nơi đấy Kim Giác lại nói với tên Ngân Giác Hiền đệ rất tài giỏi Hai lần bắt được cả ba gã sư Hiểm một nỗi là Lão Tôn tuy bị yểm ở dưới núi Cũng cần phải làm thế nào bắt cả y về đây Nấu một bữa hổ lốn cho ngon Tên Ngân Giác liền thưa Mời, mời anh cứ ngồi đấy Nếu muốn bắt tôn hành giả chúng ta bất tất phải động tay chỉ cần sai hai đứa tiểu yêu lấy cái hồ lô hồng vàng tía của tôi và cái bình ngọc mỡ dê của anh là gói đem về đây thôi nói xong liền gọi hai tên tiểu yêu là quỷ tinh tế trùng linh lợi đến dặn dò cách sử dụng hai bảo bối hai tiểu yêu cúi đầu lính bảo bối mang đi bắt hành giả vì tôn hành giả chủ quan và kiêu căng nên bị yêu tinh hóa phép yểm xuống dưới chân núi. Hành giả đã căm tức vô cùng, vừa phần cũng lo đến việc cứu sư phụ bị chắc trở, bèn lớn tiếng thét âm lên. Tiếng thét đó đã làm kinh động cả đến sơn thần thổ địa và các thần ngũ phương yết đế. Trong đó, kim đầu yết đế đến ngay chất vấn thổ địa. Núi này thuộc về ai? Ai đang bị yểm ở trên núi các người có biết không thổ thần cuống cả lên trả lời không biết là ai ạ à? thế ra các người không biết à người bị yểm đó là tề thiên đại thánh tôn ngộ không đấy nghe kim đồ ít đến nói thế sơn thần thổ địa mới hoảng sợ đáp quả thực là không biết đấy chỉ nghe thấy yêu tinh đọc thần chú sai núi chúng tôi liền dỡ núi rời đến chỗ này thôi có ai biết là yểm tôn đại thánh đâu các người đừng sợ trong luật có câu người không biết không bắt tội tôi bàn cho các người thế này tha cho y ra đừng để y phải đánh chúng ta thổ địa sơn thần cùng bàn bạc bà với ngũ phương yết đế xong cùng đến trước chỗ ba quả núi gọi đại thánh ạ à, có sơn thần thổ địa ngũ phương yết đế đến hầu hành giả lúc ấy hổ giặc hùng tâm vẫn giữ tiếng nói sang sảng đưa ra hậu ta có việc gì? Báo đại thánh biết cho, đã sai mở núi rồi, xin mời người ra, tha tội thất kính cho tiểu thần. Cứ mở núi đi, không đánh các ngươi nữa, mau lên. Nghe hành giả quá thế, các thần vội vàng tụng niệm chân ngôn, đem rời quả núi trở về chỗ cũ, tha hành giả ra. Hành giả đứng ngay người lên, phủi hết đất Thắt lại quần da hổ, lấy gậy như ý ở trong tay ra, gọi Sơn Thần Thổ Địa đến. Chia mắt cá chân ra đây, đánh cho mỗi người hai gậy để Lão Tôn đỡ bực. Các thần hoảng sợ nói. Mới rồi Đại Thánh đã bảo tha chúng tôi cơ mà, bây giờ sao lại thay đổi lời nói trước? Hành giả chỉ vào mặt Sơn Thần Thổ Địa lại nói. Các ngây giỏi nhỉ, không sợ Lão Tôn lại sợ tên yêu tinh thừa đại thánh yêu tinh thần thông quảng đại pháp thuật cao cường nó niệm chân ngôn thần chú bắt chúng tôi vào trong động mỗi ngày một người thay phiên túc trực đó nghe thích sơn thần thổ địa kể thế hành giả hết nỗi kinh ngạc liền lớn tiếng kêu lên thật bắt nạt người ta quá thể lão tôn ni dù đã đại não thiên cung xứng danh tề thiên đại thánh cũng chưa từng nỡ lòng sai khiến thổ địa sơn thần ngày nay yêu tinh cả gan dám sai các người như là đầy tớ thế sao các người cũng răm rắp theo nó hành giả đương khi quát trách bỗng nhìn thấy ở phía hốc núi có ánh hào quang rừng rực tiến đến hành giả vừa nhìn theo vừa hỏi sơn thần thổ địa này các người đã thường túc trực ở trong động hãy nói cho ta biết hào quang ấy là do vật gì phóng ra ờ ờ Đấy là ánh sáng phóng ra từ bảo bối của Yêu Tinh. Có lẽ Yêu Tinh đem bảo bối đến hàng phục người đấy. Cái đó chỉ là cho trẻ con thôi. Ta hỏi nhà ngươi, ở trong động thường có những hạng người nào hay đi lại với chúng? Đại Thánh à, chúng thích nhất nấu đơn luyện thuốc, yêu nhất bọn toàn chân đạo nhân. À, ra thế đấy, thảo nào nó biến ra đạo sĩ để lừa bắt sư phụ ta. Đã vậy Ta tạm tha cho các người Hãy đâu về đấy Một mình lão tuấn xếp bắt nó Các thần đều lên trên mây trở về chỗ cũ Đại thánh nhau mình một cái Biến ra một lão chân nhân Đầu thì búi hai trỏng tóc Mình mặc áo vá chẳng chịt Tay khu trống đánh mõ Đứng ngáng trên đường cái Mà bọn yêu quái sẽ đi qua Không mấy chốc Hai đứa tiểu yêu đã đến Hành giả cầm gậy sắt dưa ra Yêu Tình không hề để ý, vấp chân phải ngã kênh cái ra. Chúng lồm ngộp ngồi dậy, nhìn thấy hành giả miệng la lối lên. Đồ hư, nếu không phải là hạng người được đại vương thường kính trọng, thì ta sẽ chó mà mẹ. Hành giả cười xòa nói. Chó một mẹ gì cơ? Đạo nhân gặp đạo nhân như người trong một nhà. Thế sao nghênh ngang ở đây làm cho người ta ngã? Các tiểu đạo đồng ơi, gặp ta là đạo nhân đứng tuổi cũng nên ngã một cái để làm lễ gặp mặt chứ thế hành giả nói như thế tiểu yêu thấy lạ quái quà gặp mặt của đại vương tôi chỉ cần lấy mấy lạng bạc sao người lại lấy cái ngã làm qua gặp mặt người có phong tục khác như thế quyết không phải là đạo sĩ ở vùng chúng tôi ừ đoán đúng đấy ta thực không phải là người ở xứ này nhưng ta là thần tiên ở núi Bồng Lai tới đây Nghe hành giả nói thế Hai tiểu yêu đổi giận làm lành Đến trước mặt nói <laughs> Chào lão thần tiên Chúng con là người trần mắt thịt Không nhận ra được Xin đừng có trách nhé Ta không của các người Thường có câu người tiên không tới đất phàm Các người có biết thế nào được Sở dĩ ta đến núi này hôm nay Là cốt để độ cho một đạo nhân tốt thành tiên cậu nào muốn theo ta đi nào quỷ tinh thế vội nói sư phạm ạ à, con theo người đi nhưng trùng tinh lợi lại chen vào con theo người đi hành giả đã biết rõ rồi nhưng vẫn cố ý hỏi hai cậu ở đâu đến đây hai tiểu yêu tranh nhau trả lời ờ ừ, ở động liên hoa đến định đi đâu bây giờ chúng tôi vâng lệnh đại vương đi bắt tôn hành giả đấy bắt ai cơ tiểu yêu quái tưởng hành giả nghe chưa rõ lại nhắc lại đúng là bắt tôn hành giả đấy thế có phải là tôn hành giả là người mà theo đường tăng đi lấy kinh không phải đấy phải đấy Ờ, người cũng biết y đấy à thấy thế hành giả lại bịa thêm con khía ấy ra tuồng lếu nào ta có biết nó mà cũng giận nó lắm ta với các cậu cùng đi bắt nó có gì ta sẽ giúp sức mở tay thưa sư phụ Ngày không cần phải giúp sức gì hết nhị đại vương chúng tôi đã sai ba quả núi lớn để yểm giữ y rồi một bước không đi được bây giờ sai chúng tôi đem hai thứ bảo bối để được y vào trong đó nói xong hai tiểu yêu mỗi người cầm ra một thứ bảo bối cho hành hạ xem trong đó quỷ tinh tế lại nói thêm tôi mang cái hồ lơ hồng hắn này mang là bình ngọc mỡ dê. Hành giả giả vừa hỏi, làm thế nào mà gói được y Tiểu yêu liền khoe, cứ cầm bảo bối này, trôn trống lên trời, miệng chúc xuống đất. Gói y một tiếng, nếu y thưa lên, y sẽ bị gói vào trong đấy. Trên miệng hồ lô dán đạo bùa, thái thượng lão quân cấp cấp như luận lệnh phụng sắc. Chỉ trong một giờ ba khắc, ít y sẽ nhốn ra như cháu. Hành giả nghe xong, trong bụng cũng có ý sợ sợ. Nhưng rồi lại cười và nói với hai tên. Này, hai cậu ơi, các cậu có thể đưa bỏ bối ra cho ta xem thử không? Tiểu yêu biết đâu là mẹo lừa, liền móc túi lấy ra hai thứ bảo bối, hai tay đệ lên hành giả. Hành giả nhìn thấy, vừa khấp khởi mừng thầm, vừa tính cách để lấy bảo bối đó. Chà, vật quý quá Ta chỉ cần khẽ quệt đôi một cái Là những bảo bối này sẽ vào tay lão tôn ngay Không ổn Đã đành lấy được Nhưng có hại cho danh dự lão tôn Nghĩ vậy Lại đưa trả và nói Các cậu chưa từng trông thấy bảo bối của ta nhỉ Hai tiểu yêu tưởng thật liền cầu khẩn hành giả Thưa sư phụ Người có bảo bối gì đấy? Cho người phàm trần chúng tôi xem mượn một chút cho đỡ sợ Hành giả thò tay vào sau lưng móc bảo bối Nhưng kỳ tình lại nhổ ngầm một sợi lông đuôi Vê một cái hồ nhẹm tiếng biến liền biến ra một cái hồ lô hùng vàng tía Lớn dài chừng một thước bảy tấc, Móc ở trong lưng đưa ra nói Các cậu thấy hồ lô của lão này thế nào? Trùng Linh lợi cầm xem rồi nói Sư phụ ạ à hồ lô của người có to hơn khuôn khổ coi đẹp đẽ chỉ phải cái là vô dụng thế nào là vô dụng tiểu yêu huynh hoàng nói hai thứ bảo bối của chúng tôi mỗi cái có thể gói được một nghìn người cơ đấy cái của các cậu để gói người thì có gì là lạ lùng hồ lô của ta gói được cả trời vào trong đó sao có thể gói được cả trời cơ à? Gói được trời thật cơ chứ. Nhưng tiểu yêu vẫn không tin, liền hỏi. Đã thế, hãy gói thử cho chúng tôi xem nào. Nếu không, chúng tôi cũng chẳng tin đâu. Hành giả liền ra giọng khoác lác. Trời mà giận dữ với ta, cứ mỗi một tháng gói cho nó bảy tám lần. Nếu không giận dữ với ta, thì nửa năm cũng chẳng gói lần nào cả trùng linh lợi nghe hành giả nói thế liền cầu khẩn thế sư phụ chúng tôi muốn đánh đổi lấy cái hồ lô gói trời của người có được không nhưng quỷ tinh tế lại nói cái bảo bối gói trời của người đời nào chịu đổi lấy cái gói người của mình trùng linh lợi liền bàn với quỷ tinh tế nếu sư phụ không mặc lòng ta cắt thêm cái bình tĩnh nữa vậy hành giả đứng bên nghe thấy còn sướng gì bằng nữa, liền bước tới hỏi. Thế có đổi cái gói trời không nào? Tiên tiểu yêu nghĩ một lát rồi nói. Nếu có gói được trời thật mới đổi. Vậy được thôi, ta gói cho các cậu xem. Hành giả liền cúi đầu tay bắt quyết, miệng đọc thần chú, gọi nhật du thần, dạ du thần, ngũ phương yết đế đến bảo các người tâu ngay lên với Ngọc Hoàng, nói là đường tăng gặp tai ếch, yêu ma có bảo bối, nay ta định lừa nó để đánh đổi. Xin người cho ta mượn trời đem gói kín lại độ hai khắc, giúp ta thành công. Hễ không cho, ta sẽ lên thẳng điện linh tiêu, khuấy động binh đao cho mà xem. Nhật Du Thần đến thẳng cửa trời Nam, vào tới điện linh tiêu tâu lên Ngọc Hoàng. Kể hết nguyên do Ngọc Hoàng nghe tâu xong tức giận nói Con khỉ khốn kiếp hỗn lão thật Chấm đã sai ngũ phương yết đế Tứ trực công tào thay phiên bảo hộ đường tăng rồi Thế mà giờ đây lại mượn trời đem gói Trời mà cũng gói được ư Ngọc Hoàng vừa dứt lời Trong ban đã có na cha tam thái tử tiến lên tâu Muốn tông Ngọc Hoàng Trời cũng gói được đấy Xin cứ dáng chỉ mượn lá cờ đen của Đức chân quân ở cửa trời Bắc, đem tới cửa trời Nam mở ra, che kín hết cả mặt trời mặt trăng cùng các vì sao. Như thế trời sẽ tối sầm lại, có đứng giáp mặt nhau cũng không trông thấy nữa. Để đánh lừa yêu tinh bảo là đã gói trời rồi, giúp cho hành giá thành công. Ngọc Hoàng nghe xong liền phán. Y lời tâu của Khanh. Thái tử Phụng chỉ ra tới cửa trời Bắc gặp Trần Vũ nói rõ sự việc. Vị sư tổ ấy lấy cờ giao cho thái tử. Sự việc đó đã có ngay du thần đến bên ta hành giả nói nhỏ. Na cha thái tử đến giúp giúp đại thái nơi. Hành giả ngước mắt nhìn lên, thấy có mây lành cuốn quýt, biết quả có thần linh. Liền quay lại nói với bọn tiểu yêu. Ta gói trời cho hai cậu xem nhé. Gói thì gói đi, sao lại còn kể cả lâu thế? hành giả liền nói dối ta nâng vận thần thông đọc thần chú đấy hai tiểu yêu vội căng mắt ra nhìn xem gói trời như thế nào hành giả cầm quả hồ lô biến từ sợi lông già tung lên trời quả hồ lô giả theo chiều gió núi bay bay lộn lộn đến độ nửa giờ sau mới rơi xuống đất kỳ tình là lúc này na cha đang đứng ở cửa trời nam mở lá cờ đen phần phật bay ra che kín hết cả mặt trời mặt trăng cùng các vì sao. Thực là trời đất đen tựa mực, vũ trụ xám như chàng. Hai tiểu yêu sợ quá vội kêu lên. Lúc đóng nói chuyện, trời vừa mới chưa sao đã tối sầm ngay lại rồi. Hành giả thấy chúng nó đã mắc lừa, liền nói. Trời đã gói rồi, còn phân biệt thì giờ gì nữa mà chẳng tối sầm. Thế sao lại mù mịn như vậy? Mặt trời mặt trăng các vị sao đã gói hết vào rồi Bên ngoài không còn ánh sáng làm gì mà trắng đen Chỉ nghe tiếng hành giả nhưng lại không thấy hành giả đâu Tiểu yêu liền gọi Thưa sư phụ, người đang nói chuyện ở chỗ nào thế? Ta đứng ngay ở trước mặt các cậu đấy thôi Hành giả lại nói lừa chúng Chưa có cửa quậy Đây là trên bờ biển Đông Hải nhỏ sẩy chân rơi xuống dưới đấy tám bảy ngày cũng chưa tìm thấy đáy biển ấy nghe hành giả nói thế hai tiên tiểu yêu sợ cuống và lên nói thôi thôi thả trời ra thôi chúng tôi biết gió gói như thế nào rồi nếu trời lúc nữa nhỡ ngã xuống biển thì hết đường về đấy hành giả thấy đó lừa được hai tên này bèn đọc thần chú bắn tin cho thái tử thái tử liền cuốn lá cờ lại mặt trời lại vẫn đương lúc giờ ngọ Tên tiểu yêu sướng quá liền nói Bảo bối quý như thế này Nếu mà không đổi thì hoài cổ quá Thế rồi quỷ tinh tế thì giao hồ lô Trùng linh lợi lấy ngọc bình ra Đưa cá cho hành giả Hành giả cũng đem hồ lô của mình Giao cho hai tiểu yêu Bảo bối trao đổi xong xuôi rồi Nhưng muốn làm việc dứt khoát Hành giả bèn nhổ một sợi lông ở dưới rốn Thổi một hơi tiên vào Biến ra một đồng tiền Và nói với hai tên tiểu yêu Cậu tiểu đồng này, cậu cầm tiền đi mua lấy một tờ giấy mang lại đây. Tiểu yêu thấy lạ liền hỏi. Để làm gì cơ? Hành giả chững chẳng nói. Ta và các cậu làm một tờ cam kết. Nói là các cậu đem hai thứ bảo bối gói người đổi lấy một thứ bảo bối gói trời của ta. Đề phòng lòng người không tốt. Sau này ngày qua tháng lại, nếu sinh ra oán hối gì không tiện sẽ có hai tờ giấy này làm chứng. Nhưng ở đây không có bút mực, lấy gì mà viết? Thế chúng tôi với người lập một câu thề vậy. Thế thì hai cậu định thề thế nào? Chúng tôi sẽ thề là hai bảo bối gói người của chúng tôi đổi lấy một thứ bảo bối gói trời. Nếu mà oán hối thì một năm bốn mùa bị dịch bệnh Hành giả liền cười lên và nói ah, 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 Ta cũng không bao giờ oán hối đâu Nếu mà oán hối cũng chiếu lời thề Bốn mùa bị dịch bệnh Thấy đã lừa được bảo bối vào trong tay Hành giả đứng vùng dậy nháy mắt đã nhảy lên tới cửa trời nam Tạ ơn na cha thái tử đã mở cờ giúp sức Thái tử về cung nộp chỉ Đem cờ trả lại chân vũ Tôn hành giả lúc này mang theo hai thứ bảo bối lừa được đứng trên đám mây giữa trời xanh nhìn xuống dưới theo dõi hai tên tiểu yêu